Ông bà anh nói sống chết là có số, duyên chậm hay trễ cũng là do ý trời. Sớm một ngày tình yêu cũng sẽ tới, bản thân không nắm lấy cơ hội ta phí đời. 20 năm đầu sung sướng cũng bao lâu, 20 năm sau sầu thương cứ vời vợi. 20 năm cuối là bao khó khăn có là sao thì tình yêu chúng ta vẫn ngời ngợi. Bởi em là phở, anh là hành lá, yêu em là tội anh bị hành hình. Em là đường tăng anh tôn hành giả, luôn ở bên em trong mấy hành trình. Tình yêu trao em như là hằng số, dù cho thế nào nó cũng không đổi. Em mang trong mình một vẻ đẹp đắm đuối nên cứ nhìn em là anh chịu không nổi. Yeah. Đời này chỉ 60 năm trôi qua lẹ lắm em, nên là yêu anh thì mới vui, chào em những tháng ngày ấm êm. Rồi ta sẽ cùng với nhau mình sinh thật nhiều đứa con và ăn thật nhiều bữa cơm mà phải do em làm mới ngon nè. Ăn hết những món em nấu từ canh chua cho tới thịt kho, hứa bản thân sẽ không cùng xúc, chỉ có cuộc tình yêu thì to. Tình cảm anh nhiều bao nhiêu á, chắc phải tới hàng hè. Suy cho cùng thì anh đi cũng chỉ muốn hỏi em một câu rằng là